chưa kim động nữa. Thì hôm nay là ngày 25 tháng 11 2017. Rất cảm ơn các bác đã vừa lấy bộ bàn ghế xong lại khí sang tiếp đôi lục bình 1m6 của xà cừ. Báo cáo quý vị, hiện nay trong cửa hàng là đang có 3 đôi. Thì bác ở Kim Động Hưng Yên đã lấy một đôi, thì còn một đôi thành phẩm và một đôi nữa vẫn đang để mộc. Thế này là về thôn gì anh nhỉ? Đồng An. Thôn Đồng An, xã Toàn Thắng. Vâng. Đấy.